Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Với câu phần này thì các bác nghe nhạc vàng, nhạc đa thể loại nhạc bolero thì rất là tuyệt vời. Với sự thể hiện của con âm ly rất là hay, đó là con âm ly đến từ hãng Sansui, công suất lớn. Em âm ly này đánh được 4 cầu loa, các bác có thể đánh được 4 cặp hoặc là bánh chơi là 2 cặp cùng lúc. Con âm ly này là size lớn nha bác, size lớn. Model của nó là Sansui 5500 nha các bác. Đánh 4 cầu loa A, B, C, D và các bác có thể đánh một lần 2 cầu loa, có lo nét và tất cả những tính năng. Con này nó giá là 15.500.000, rất xuất sắc, sexy 7 màu nha các bác. Size lớn, vỏ gỗ rất là đẹp. Máy bãi về cực kỳ đẹp nha, giá là 15.500.000. Đối với con Receiver 5500 này, các bác có thể chơi vào những dòng loa bass 40 nha các bác, bass 40. Rất là tuyệt vời. Vì nó lực đánh nó rất là mạnh, nó được trang bị 4 cầu loa thì các bác có thể biết được lực đánh của nó thế nào rồi. Em nó chạy được đa cầu điện nha các bác. Những dòng Receiver của Sansui đều được chạy đa cầu điện, như là điện ring của nó là 100V. Các bác có thể chuyển điện 120, 220, 240 vân vân. Rồi sau đây mời các bác nghe. Các bác nào lựa chọn con này thì alo cho em. Giá nó nhỉnh hơn con 2000 ít một tí, nhưng mà nó quánh hay hơn, 2X mạnh hơn. Và size nó cũng lớn hơn, nó trưng bày đẹp. Hoài cổ nha các bác. Có thể là mình đưa để lên đó là một con AK hay là con băng cassette gì đó thể hiện và trưng bày. Sau đây mời các bác nghe cùng với cặp loa 88A. Rất là hay nha các bác. Đáng đồng thì chúng ta đầu tư 15.500.000. Còn tôi vừa lên đôi chín, hai
gia đình cùng chung một làng. Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hơn, nàng thương suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, nên suốt ngày chẳng thấy mơ gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Chơi nghe nhạc vàng, nhạc bolero thì hết sức thuốc luôn. Đánh mà bắt 40 nhưng dòng sân xuôi Wilner tuyệt vời.